Ca sĩ đi chụp hình. Dạ, đồ xương khó mà nhân ảnh quá nè. Ồ. Cái tay hẳn xuống nè. Trường Sang chụp hình xấu nha. Thank you.
Tại sao lại hát bài đó? Tại sao? Vậy mà bà chết, bà không có đi hát được thì cái khả năng cây cầu đó là có quay lại cái clip. Thì đến hôm vừa rồi bác cũng lúc cái clip cây cầu lên, tự dưng cái điện thoại của bà hát bài sống quê. Em quay quay cái gì thằng ta khu trưởng điện thoại cũng phát bà bây nhung người ta loạn lên lên vào sẽ tầm 1 phút 1 phút 20 giây là khi cái clip trên màn hình tắt là cái điện thoại tắt lên má về tức về à giờ phát rồi thằng cam thích cho mà nó mới đi đi là bà hít về bảo nó là bà muốn cái sợi dây trên tay của nó. Cái sợi dây đấy là cái sợi dây mà sư thầy đã trì chú cho nó vì nó sợ ma. Thằng cam nó không cho bà ngồi trên đầu giường nó bà kêu cam ơi chị lại chú muốn dây này này chị sợ lắm. Thằng cam kêu chị ơi em cũng sợ lắm chị xin mình không đi em sợ lắm. Đêm sau bà hốt đi bà cũng nó sợ quá luôn. Em chị đi vào cúng bà nhung mà chị cho em vô vì lúc bà nhung ở nhà sắc đâu có ai được vô, một mình em vô thôi. Nhà sắc có một mình em được vô cũng là cấm tất cả thành phố đâu có ai được đi làm. Xe của em được quyền đi làm, em là người hàng ngày cúng bà nhung cúng nguyên tuần. Thế là thằng cao nó mới đi ké em vô và bình tĩnh ké em vô. Ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.